thấy không phải gì mới báo gì nha. Em thấy slide chiếu chưa? Dạ thấy á. Rồi, mình bắt đầu ha. Thì cái bài này nó tương đối là khá là rộng và có những cái thuật ngữ nó cũng khá là mới với em ha. Nên mình chú ý mình nghe thôi để mình hiểu thôi, chứ không cần ghi chép gì hết. Tôi sẽ gửi lại bài này cho em sau khi em học xong ha. Rồi. Thì sau khi học xong cái bài này thì em phải nắm được 5 cái mục tiêu như sau. Thứ nhất là liệt kê được một số bệnh lý của hệ gan mật. Thứ hai là nắm được một số bệnh cảnh viêm gan. Thứ ba là trình bày được triệu chứng của viêm gan virus cấp. Thứ tư là trình bày được triệu chứng của xơ gan. Và cuối cùng là biết cách chẩn đoán một bệnh nhân xơ gan như thế nào. Rồi, thì trước tiên, trước khi đi vô cái bài này, thì mình ôm lại tí xíu về giải phẫu và sinh lý của gan. Thì em thấy gan là một cái tạng to nhất trong cơ thể ha. Nó nằm ở dưới vùng hoành bên phải. Là một cái tạng đặc to nhất. Thì em thấy các thành phần là ống gan chung nè, tĩnh mạch cửa, động mạch gan nó sẽ đi vào gan ha. Nó tạo ra một cái bộ ba cửa. Nó thành những cái mao mạch kiểu xoang. Mao mạch kiểu xoang này nó sẽ đổ vào những cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy ha, nó đổ vào các sau đó là các tĩnh mạch dưới tiểu thùy, về tĩnh mạch gan, về tĩnh mạch trụ dưới, về tim phải. Đây là cái mình thấy cái giải phẫu đường mật ngoài gan. Em thấy cái màu xanh đây là cái túi mật của mình, những cái màu vàng đây là những cái viên sỏi. Thì cái túi mật nó có chức năng là cô đặc mật. Thì từ cái ống gan phải, ống gan trái nó thành cái ống gan chung, nó đi ra khỏi gan. Và nó sẽ hợp với ống túi mật thành cái ống mật chủ và đổ vào cái D2 của tá tràng. Thì mình thấy hình ảnh ở đây là minh họa cho mình thấy cái hình ảnh của sỏi mật. Nếu mà sỏi mật mà nó tắc ngay tại cái ống túi mật như đây thì mình sẽ có cái bệnh cảnh là viêm túi mật cấp trên lâm sàng. Còn nếu mà cái sỏi nó tắc ngay chỗ cái ống mật chủ thì mình sẽ có một cái nhiễm trùng đường mật do sỏi. Còn nếu mà cái sỏi nó tắc ngay tại cái chỗ cơ bản ở đây thì nó sẽ tắc luôn cái ống tụy chính. Ở đây mình thấy ống tụy chính và ống mật chủ nó sẽ đổ chung vô chỗ cái lỗ đổ của cơ bản ở đi. Thì nó sẽ gây ra cái tình trạng có thể là trào ngược cái dịch mật vô cái ống tụy chính và sẽ khởi phát ra cái bệnh cảnh là viêm tụy cấp trên lâm sàng. Đây là những cái cơ chế của những cái vị trí tắc nghẽn ở những cái sỏi nằm ở vị trí nào thì mình sẽ có từng cái bệnh cảnh lâm sàng tương ứng. Thì tiếp theo mình sẽ nhắc một tí xíu về cái chức năng gan. Thì mình thấy gan là một cái tạng đặc to nhất trong cơ thể và nó đảm nhiệm rất là nhiều chức năng. Thứ nhất là chức năng dự trữ máu. Thứ hai là chức năng chuyển hóa carbohydrate. Thứ ba là chuyển hóa lipid. Thứ tư là chuyển hóa protein. Mình thấy là gan tổng hợp rất là nhiều những cái protein thiết yếu cho cơ thể. Trong đó có một cái protein là albumin. Albumin nó sẽ có nhiệm vụ là duy trì áp lực keo. Nên khi mình thấy ở những bệnh nhân mà xơ gan, suy tế bào gan, giảm albumin máu sẽ gây ra cái bệnh cảnh phù chân, bán bụng trên lâm sàng là do giảm cái áp lực keo. Ngoài ra, gan còn có một cái chức năng khác rất là quan trọng ha, mà trong dược lý của mình cũng rất là quan trọng là chức năng khử độc. Mình biết thuốc thì chuyển hóa cơ thể, chuyển hóa và bài tiết cơ thể qua gan và thận ha. Rồi tiếp theo là chức năng bài tiết mật và cuối cùng là chức năng dự trữ vitamin và muối khoáng. Thì em thấy là gan nó có rất là nhiều những chức năng như vậy. Khi mà cái gan nó bị viêm cấp tính hay là viêm mãn tính và cái hậu quả sau cùng là xơ gan thì mình thấy sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái chức năng trong cơ thể và sẽ gây ra rất là nhiều những cái bệnh cảnh lâm sàng. Rồi thì đầu tiên mình sẽ vô cái đầu tiên là cái bệnh gan mật. Thì vậy thì cái định nghĩa bệnh gan mật như thế nào? Định nghĩa rất là đơn giản thôi. Bệnh gan mật là bệnh lý của gan và bệnh của đường mật. Bệnh của gan
thì mình sẽ có những cái bệnh lý thường gặp như là viêm gan. Thì trong viêm gan mình sẽ chia thành viêm gan cấp, viêm gan mạn, các bệnh nhiễm khác của gan thì bao gồm cả áp xe gan. Áp xe gan thì thường thường gặp là áp xe gan cho amip nè, áp xe gan cho vi trùng, do lao, lao gan nè, rồi giang mai, rồi sáng máng hoặc sáng lá gan. Sáng lá gan thì cũng có thể gây ra cái bệnh cảnh áp xe gan. Thì sáng lá gan mình thường gặp trên những cái người mà sống ở những cái vùng duyên hải miền Trung á, ăn có cái thói quen, người ta có cái thói quen là ăn gỏi cá sống rồi thì chưa có được nấu chín thì có thể dễ bị nhiễm cái sáng lá gan. Rồi cái bệnh tiếp theo cũng thường gặp là xơ gan, u gan hay là những cái nang lành tính ở gan. Còn cái bệnh của túi mật và đường mật thì có viêm nhiễm nè, sỏi, hồi nãy mình nói cái hình ảnh giải phẫu ha, của những cái vị trí của sỏi trên túi mật và đường mật và vị trí tắc nghẽn của từng cái vị trí sẽ gây ra các biểu hiện lâm sàng khác nhau như thế nào rồi. Ngoài ra còn có cái bệnh lý của u túi mật hay đường mật, những cái nang là những cái bệnh lý bẩm sinh của túi mật hay đường mật. Hôm nay mình chỉ đi vô những cái ý chính của cái bệnh lý gan mật thôi, những cái biểu hiện chính. Cái này mình nói là có viêm gan và xơ gan. Còn những cái biểu hiện khác thì mình đọc thêm thôi, không nằm trong phạm vi của bài này. Thì bài này mình có hai cái mục tiêu chính, thứ nhất là viêm gan, thứ hai là xơ gan. Thì đầu tiên mình sẽ nói về viêm gan. Thì cái định nghĩa viêm gan nó cũng rất là đơn giản ha. Thì viêm gan người ta định nghĩa là tình trạng tổn thương nhu mô gan được đặc trưng bởi sự hiện diện của các tế bào viêm. Thì triệu chứng lâm sàng của viêm gan người ta chia theo thể cấp hay là thể mạn, hay là người ta có thể chia theo nguyên nhân gây ra viêm gan như thế nào. Thì để phân loại cái viêm gan cấp hay mạn theo cái định nghĩa, theo cái triệu chứng lâm sàng mà theo thời gian á, thì mình sẽ có những cái thuật ngữ như sau. Thì những cái thuật ngữ này có thể gây những cái sự nhầm lẫn, nên em coi kỹ cái định nghĩa. Đầu tiên, như thế nào mình gọi là suy gan cấp? Thì suy gan cấp, định nghĩa của suy gan cấp thì khi mà kèm theo các biến chứng nặng như là rối loạn đông máu, bệnh não gan xảy ra trên những bệnh nhân mà không có bệnh lý gan trước đó thì người ta gọi là suy gan cấp. Được chưa? Nhớ nha, là kèm theo những biến chứng nặng như là rối loạn đông máu, bệnh não gan. Bệnh não gan là sao? Bệnh não gan tức là mình thấy gan có chức năng khử độc, đúng không? Hồi nãy mình nói chức năng gan là có chức năng khử độc. Bây giờ những cái chất mình ăn ha được chuyển hóa, sau đó hấp thu về gan ha để chuyển hóa những cái chất thể độc cho cơ thể thành những cái chất không độc. Trong đó có một cái chất mà người ta nghiên cứu và chứng minh là nó có thể gây ra bệnh não gan, đó là cái NH3. Khi NH3 tăng lên trong máu, ngoài ra còn có những cái chất độc khác nữa. Đây mà những cái chất mà mình có thể định lượng được trên lâm sàng đó là cái NH3. Và khi NH3 tăng lên máu nó sẽ vô não, nó sẽ gây ra những cái bệnh lý não gan như là bệnh nhân có thể mất ngủ nè, rối loạn tri giác, rối loạn về nhân cách, rối loạn về tính tình, và cái giai đoạn cuối là có thể là lơ mơ và hôn mê luôn. Người ta gọi đó là bệnh lý não do gan, gọi là bệnh não gan nha. Rồi thì phân loại cái suy gan cấp người ta có 3 loại. Thứ nhất là suy gan tối cấp, khi mà các triệu chứng của bệnh nhân dưới 7 ngày. Suy gan cấp là khi triệu chứng từ 8 tới 28 ngày. Còn suy gan mãn cấp khi triệu chứng từ 4 tuần tới 28 tuần. Thì mình có 3 cái phân loại của suy gan cấp. Cái đó là cái định nghĩa đầu tiên. Rồi cái định nghĩa thứ hai của mình là cái viêm gan cấp. Mình nhớ cái viêm gan cấp nó khác với cái suy gan cấp nha. Hai cái này có thể mình tưởng nó là một nhưng mà thật sự là nó hoàn toàn khác nhau. Viêm gan cấp chỉ đơn giản khi mà diễn tiến của viêm gan dưới 6 tháng người ta gọi là viêm gan cấp. Và viêm gan cấp thì sẽ không kèm theo những cái biến chứng nặng như là rối loạn đông máu, bệnh não gan hồi nãy mình nói. Mà chỉ có suy gan cấp thì có những cái biến chứng nặng đó thôi. Thì các triệu chứng lâm sàng điển hình gợi ý viêm gan như là vàng da nè, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải,
thì chỉ gặp ở 25% các trường hợp thôi. Và thường chỉ gặp ở những cái bệnh nhân mà thể điển hình. Và nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng lâm sàng này thì cũng không giúp mình phân biệt được nguyên nhân này, viêm gan này là do nguyên nhân gì. Lát nữa mình sẽ nói tới các nguyên nhân của viêm gan. Thì cái nguyên nhân mình thường gặp nhất là viêm gan do virus. Và đa số các bệnh nhân viêm gan cấp thì không có triệu chứng rõ ràng. Chỉ có 25% là có thể điển hình thôi. Đa số là không có triệu chứng rõ ràng. Và chẩn đoán chủ yếu là dựa vào sự tăng của các men transamina. Mấy em học sinh hóa rồi ha, thì mình sẽ biết men transamina là những men gì. Rồi, tiếp theo, cái định nghĩa tiếp theo là cái viêm gan mạn. Hay mình nói viêm gan cấp là diễn tiến dưới 6 tháng, còn viêm gan mạn là diễn tiến từ 6 tháng trở lên. Thì bệnh nhân viêm gan mạn thì có thể có cái hội chứng suy tố gan. Thì cái hội chứng suy tố gan này cũng có thể là không có triệu chứng rõ, chỉ có xét nghiệm men gan bất thường kéo dài. Và đôi khi mình thấy là bệnh nhân không có triệu chứng rõ gì hết, nên là bệnh nhân không đi khám bệnh luôn. Và bệnh nó sẽ diễn tiến âm thầm, có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Khi mà bệnh nhân đến khám bệnh hay là nhập viện là đã dẫn đến diễn tiến đến xơ gan và ung thư gan rồi. Thì mình phát hiện bệnh nhân ở giai đoạn này là ở giai đoạn muộn, giai đoạn cuối rồi. Thì tốt nhất là mình phát hiện bệnh nhân ở cái giai đoạn viêm gan cấp, viêm gan mạn. Và từ đó mình ngăn chặn diễn tiến tới cái xơ gan và ung thư gan. Chứ nếu mà để tới diễn tiến xơ gan, ung thư gan là đã muộn rồi. Hầu như là can thiệp rất là hạn chế. Chủ yếu là chỉ điều trị những cái biến chứng, những cái triệu chứng thôi. Và cái tiên lượng bệnh nhân rất là xấu. Thì đối với những bệnh nhân viêm gan mạn á, thì những bệnh nhân này có thể có những cái đợt viêm gan bùng phát. Thì mình có một cái định nghĩa tiếp theo là đợt bùng phát cấp của viêm gan mạn. Thì định nghĩa đó là những cái đợt tái hoạt động của các tác nhân gây viêm gan, gây ra bệnh cảnh giống như viêm gan cấp mà trên cơ địa bệnh nhân đã bị viêm gan mạn. Thì người ta gọi đó là những cái đợt bùng phát cấp của viêm gan mạn. Nó khác với lại viêm gan cấp. Viêm gan cấp là trên cái cơ địa bệnh nhân hoàn toàn không có bệnh gan trước đó, thì mình gọi là viêm gan cấp. Rồi, thì mình sẽ nhắc lại một số định nghĩa mà có thể mình hơi khó phân biệt một tí xíu. Thứ nhất là suy gan cấp, là phải kèm theo các biến chứng nặng như là đông máu, bệnh não gan. Thứ hai là viêm gan cấp. Thứ ba là viêm gan mạn. Và thứ tư là những cái đợt bùng phát cấp của viêm gan mạn. Thì em phải nắm những cái định nghĩa này nha. Cái định nghĩa này có thể đưa vô trong cái phần đề thi nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói tới một cái nhóm viêm gan mình thường gặp nhất, tức là viêm gan do virus cấp. Viêm gan do virus cấp ở Việt Nam mình thì cũng còn rất là thường gặp nha. Viêm gan virus A, B, C, D, E. Lát nữa mình sẽ có những cái bảng phân loại các viêm gan này. Thì bây giờ mình sẽ nói về những cái biểu hiện lâm sàng của viêm gan virus cấp như thế nào. Thì biểu hiện lâm sàng của viêm gan virus cấp thì thường chia thành 4 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn ủ bệnh. Thứ hai là giai đoạn tiền vàng da. Thứ ba là giai đoạn vàng da. Và thứ tư là giai đoạn hồi phục. Và cái bệnh cảnh viêm gan virus cấp thì thường gặp nhất là ở cái bệnh nhân bị viêm gan virus B cấp. Còn những cái bệnh nhân viêm gan virus cấp khác thì ít khi diễn tiến vào 4 giai đoạn như thế này. Chủ yếu là mình gặp ở các bệnh nhân bị viêm gan virus B cấp. Thì đây là những cái biểu hiện lâm sàng của từng cái giai đoạn. Đầu tiên là cái giai đoạn ủ bệnh. Thì cái giai đoạn ủ bệnh này kéo dài từ vài tuần tới vài tháng. Thì mình thấy chữ ủ bệnh là mình biết là bệnh nhân không có triệu chứng gì hết. Tiếp theo là tới cái giai đoạn tiền vàng da. Thì cái giai đoạn tiền vàng da này kéo dài khoảng 1 tuần thôi. Nhớ là khoảng 1 tuần thôi ha. Thì cái giai đoạn này bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng như thế nào? Là những cái triệu chứng giống như là cúm vậy đó. Bệnh nhân mệt mỏi nè, ăn uống kém, đau cơ, đau khớp. Cái triệu chứng giống như là cảm cúm vậy đó. Và cái triệu chứng đi kèm theo nữa là bệnh nhân sốt nhẹ nhưng mà không kèm theo lạnh run. Và có thể đau tức nhẹ ở vùng hạ sườn bên phải. Em thấy cái đặc điểm của sốt do virus là sốt nhẹ mà không kèm theo lạnh run.
sốt do vi trùng, đa phần là sốt cao kèm theo lạnh run. Sau cái thời kỳ tiền vàng da thì sẽ tới cái giai đoạn là giai đoạn vàng da. Thì cái giai đoạn vàng da này thì vàng da sẽ tăng dần, nước tiểu vàng sậm, bệnh nhân có thể có buồn nôn, nôn, không dung nạp chất mỡ. Và đặc điểm của cái giai đoạn vàng da này là khi mà vàng da xuất hiện thì sốt sẽ giảm hoặc là hết sốt. Bệnh nhân thể có mệt mỏi nè, suy nhược, gan to nhẹ, mềm, đau tức, có thể có lách to, có thể có sang mạch thoáng qua. Cái sang mạch như thế nào lát nữa mình sẽ có những cái hình rõ ràng để mình coi cái dấu sao mạch là dấu như thế nào. Và cái giai đoạn vàng da này thường kéo dài 2 đến 6 tuần. Mình nhớ đặc điểm của giai đoạn vàng da này là bắt đầu vàng da xuất hiện thì sốt nó sẽ giảm hoặc hết sốt, để mình phân biệt với lại những cái trường hợp khác mà không phải viêm gan do virus nha. Rồi tiếp theo là cái giai đoạn hồi phục. Mình nghe cái từ hồi phục này mình cũng hiểu là vàng da lúc này sẽ giảm dần, bệnh nhân tiểu nhiều, cảm giác khỏe hơn, nhưng mà đôi khi mệt mỏi có thể kéo dài vài tuần đến vài tháng sau đó. Rồi thì đây là một cái bảng cho mình thấy là các tác nhân, các đường lây truyền, các bệnh cảnh và các dấu ấn huyết thanh của từng cái tác nhân virus viêm gan là như thế nào. Thì mình có các virus viêm gan là A, B, C, D, E. Ngoài ra có những cái virus hiếm gặp khác có thể gây viêm gan là EBV, CMV, HSV, herpes virus này, virus quai bị hay rubella thì ít gặp hơn là những cái virus A, B, C, D, E. Thì đầu tiên là viêm gan virus A. Viêm gan virus A thì đường lây truyền là đường phân biệt. Đường phân biệt của những bệnh nhân bị viêm gan virus A ha. Bệnh nhân thải qua cái đường phân và cái người bị nhiễm có thể là ăn những cái thức ăn mà không được rửa sạch, ví dụ ăn rau không rửa sạch hoặc là những cái ô nhiễm nguồn nước thì bệnh nhân có thể bị nhiễm. Nhất là ở Việt Nam mình có thể ăn rau sống nè, không rửa sạch, không nấu chín, những cái vùng quê nó có thể uống nước mà không được đun sôi ha, bây giờ hiếm rồi. Thì đường lây truyền là đường phân miệng nha. Và cái bệnh cảnh của viêm gan A là gây ra viêm gan cấp và thường tự khỏi, một số ít trường hợp thì có thể gây ra suy gan cấp nhưng mà rất là hiếm xảy ra nha. Nãy giờ mấy em nghe rõ không? Nghe ạ. Không có gì nói liền nha, tại vì mình học online thì cũng có cái bất tiện của online nha. Là có mình tôi nói xong nhiều khi mấy em ngủ hết trơn cũng không biết luôn. Nên thôi học online nó cũng có cái tiện của online mà cũng có cái bất lợi. Nhưng có cái bạn nào micro mình nghĩ cái gì á mình tắt đi cho nó đỡ. Đó rè rè. Rồi. Thì cái dấu ấn huyết thanh để mình chẩn đoán cái viêm gan virus A đó là cái anti HAVIGM. IgM tức là cấp. Còn nếu mà anti HAVIGG chứng tỏ là bệnh nhân đã từng nhiễm viêm gan virus A rồi. Thì đối với bệnh nhân Việt Nam mình là do cái điều kiện vệ sinh kinh tế xã hội nó cũng chưa được tốt lắm nha, nên rất là nhiều người xét nghiệm ra là anti HAVIGG dương tính mà bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì trước đây, tức là bệnh nhân đã bị nhiễm rồi và bệnh nhân đã tự khỏi rồi, nên cái bệnh cảnh của nó là thường gây viêm gan cấp và thường tự khỏi luôn, nên nhiều khi bệnh nhân không biết là mình bị viêm gan A cấp luôn. Bây giờ thì mình có cái vaccine để chích ngừa viêm gan virus A rồi. Bây giờ cái tỷ lệ của viêm gan virus A cũng rất là hiếm gặp. Tiếp theo nữa là cái viêm gan virus B. Viêm gan virus B thì mình thấy cái đường lây truyền giống như là HIV vậy đó, là đường máu, đường tiếp xúc da niêm, đường quan hệ tình dục và đường mẹ truyền sang con. Và cái bệnh cảnh có thể gây viêm gan virus cấp và mạng. Thì đây là những cái dấu ấn huyết thanh của viêm gan virus B. Thì các em thấy là cái dấu ấn huyết thanh của viêm gan virus B thì mình thấy nó có rất là nhiều. Và mỗi dấu ấn huyết thanh nó sẽ có ý nghĩa riêng ha. Lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái này.
để cho em hiểu. Thì mình có HBS IgE dương tính nè, cấp thì có anti HBC IgM dương tính, mạng thì có anti HBC IgG dương tính, ngoài ra còn có những cái kháng nguyên và kháng thể khác như là HBe IgG, anti HBe, hay là mình xét nghiệm định lượng cái virus trong máu luôn là HBV DNA. Rồi tiếp theo đó là viêm gan virus C, HCV, thì cái đường lây truyền cũng giống như là viêm gan B, như là đường máu, đường tiếp xúc da niêm, quan hệ tình dục mẹ sang con, nhưng mà đa phần viêm gan virus C là lây truyền qua đường máu nhiều hơn là những cái đường khác. Còn viêm gan virus B thì lây qua đường mẹ sang con, quan hệ tình dục nhiều hơn những cái đường khác, nhưng mà có thể lây qua tất cả các đường này luôn, lây qua bằng tất cả các đường nha. Rồi viêm gan virus C thì cái bệnh cảnh gây viêm gan cấp thì ít gặp, và 90% các trường hợp viêm gan virus C là chuyển qua viêm gan mãn tính luôn. Và mình có các dấu ấn huyết thanh để xét nghiệm viêm gan virus C thì nó đơn giản hơn là viêm gan virus B. Nó chỉ bao gồm hai cái dấu huyết thanh thường gặp thôi, đó là anti HCV. Anti HCV tức là bệnh nhân này đã có kháng thể của viêm gan virus C. Thì có hai trường hợp, thứ nhất là bây giờ bệnh nhân mới nhiễm viêm gan virus C, mình không biết là giai đoạn như thế nào. Có thể là bệnh nhân nhiễm mãn tính, có khi là đang trong giai đoạn cấp tính. Rồi và một cái trường hợp khác nữa là bệnh nhân đã nhiễm rồi và bệnh nhân đã khỏi rồi, có thể là khỏi tự nhiên hoặc là khỏi do điều trị, thì bệnh nhân cũng có cái kháng thể anti HCV này. Nó tóm lại là một khi anti HCV dương tính chứng tỏ là bệnh nhân có kháng thể kháng lại viêm gan virus C. Mình không biết là bệnh nhân đã bị chưa, hết chưa hay là đang nhiễm, thì mình phải làm thêm một cái xét nghiệm quan trọng tiếp theo, đó là HCV RNA, tức là mình đếm số lượng viêm gan virus C trong máu. Nếu mà anti HCV dương tính mà HCV RNA âm tính, có nghĩa là bệnh nhân này đã khỏi rồi, không có, đã điều trị khỏi rồi, hoặc là bệnh nhân tự tạo được kháng thể chống lại viêm gan virus C, và tóm lại là tình trạng hiện tại của bệnh nhân là bệnh nhân ổn định và không bị, không có viêm gan virus C đang hoạt động trong máu, thì mình không có chỉ định điều trị. Còn nếu mà mình xét nghiệm thấy HCV RNA dương tính, mình đếm số lượng luôn, đếm số lượng người ta sẽ đếm cho mình là bao nhiêu copy trên ml chẳng hạn vậy. Càng nhiều tức là virus nó càng tăng sinh, nó càng tồn tại nhiều trong máu, và mình sẽ chỉ định điều trị viêm gan virus C. Thì mấy em biết là cái bên dược lý của mình nó phát triển cái thuốc mà điều trị viêm gan virus C này rất là tốt nha. Thì người ta nói là chừng khoảng 10 năm nữa là bác sĩ viêm gan C là thất nghiệp, tại vì đã điều trị thành công hết tất cả những bệnh nhân bị viêm gan C rồi. Thì trước đây viêm gan C người ta rất là sợ, tại vì người ta phải dùng thuốc chích những cái PET interferon. Interferon thì chích và kết hợp với uống, và tác dụng phụ rất là nhiều, hiệu quả thì cũng không có được khả quan lắm. Nhưng mà những năm gần đây là người ta có cái thuốc uống, cái thuốc uống đó giá cả bây giờ nó cũng tạm chấp nhận được ha, thì một tháng cũng khoảng gần, hiện tại giá thuốc bây giờ ha, theo tôi biết là khoảng gần 8 triệu một tháng, mà bệnh nhân uống liên tục trong vòng 3 tháng là có thể điều trị khỏi cái viêm gan C này luôn nha. Tùy theo cái giai đoạn, còn nếu mà sơ gan, đã qua giai đoạn sơ gan rồi thì có thể phải uống tới 6 tháng nha. Rồi thì mình nhớ là chỉ có viêm gan virus B và viêm gan virus C mới diễn tiến qua mãn tính và diễn tiến đến sơ gan và ung thư gan thôi. Còn viêm gan ADE thì chỉ diễn tiến cấp tính thôi. D thì theo viêm gan virus B rồi, đồng nhiễm. Nó chỉ nhiễm khi mà nó đi kèm với viêm gan virus B thôi. Thì D này nó cũng có thể mãn tính khi mà nó đồng nhiễm theo B. Nó tóm lại á, là nhiễm HBV là nó đồng nhiễm với HBV, tức là có HBV thì cái HBV này nó mới sống được nha. Còn nó không có sống riêng lẻ một mình được. Còn cái HEV thì nó cũng nhiễm, nó giống như là cái viêm gan E là theo cái đường phân miệng. Thì cái bệnh cảnh của viêm gan virus E thì hiếm gặp hơn, mà thường gặp ở cái bệnh cảnh là viêm gan cấp trên những cái thai phụ nha. Rồi thì ở đây là một cái số hình ảnh minh họa để cho mình thấy lại những cái gì nãy giờ mình nói ha. Bây giờ chữ không mà nhìn cái hình cho nó đỡ ngán ha. Rồi ở đây mình thấy viêm gan virus A, B, C nha. Có D, E nữa, mà D thì nó đồng nhiễm với B rồi.
A còn E thì nó hiếm gặp. Thì mình thấy A với B đã có vaccine rồi. À, còn viêm gan virus A thì lây qua đường phân miệng. À, B thì lây qua đường máu, đường quan hệ tình dục, mẹ truyền sang con. Còn C thì chủ yếu là lây qua đường máu thôi, có thể lây qua đường tình dục hay mẹ sang con ít hơn. À, mình thấy là mặc dù viêm gan C chưa có vaccine, à, nhưng mà có cái thuốc điều trị rất là tốt để bù lại. À, còn viêm gan B thì đã có vaccine rồi. B và A thì đã có vaccine rồi. Ở đây là cái hình cho mình thấy lại các đường lây truyền của viêm gan virus B, đường mẹ truyền sang con này, ha, dùng chung kim tiêm nè, quan hệ tình dục không an toàn nè, những cái xăm mình nè, ha, truyền máu nè. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ nói tới cái diễn tiến của một cái bệnh nhân bị viêm gan virus B như thế nào. Thì cái diễn tiến của viêm gan virus B nó đặc biệt cái chỗ là khi mà nhiễm, khi mà bệnh nhân nhiễm, lúc mà bệnh nhân sinh ra, thường là từ mẹ truyền sang con thì mới nhiễm lúc sinh. Ví dụ mẹ bị viêm gan virus B mà không đi khám thai, không có tầm soát viêm gan B thì người mẹ đó không biết là mình đang nhiễm viêm gan B. Tại viêm gan B cái thời điểm lúc đó là người mẹ đó là không triệu chứng, viêm gan mãn tính thôi. Nếu mà không xét nghiệm, không tầm soát thì người mẹ đó không biết là mình đang bị viêm gan B. Và khi mà sanh con thì sẽ lây cho con luôn. Và nếu mà người con mà bị lây cái viêm gan B lúc sanh á, thì tới 90% các trường hợp là diễn tiến qua mãn tính, chỉ có 10% là hồi phục hoàn toàn thôi. Nó khác với lại nhiễm viêm gan B nếu mà trưởng thành. Nếu mà người trưởng thành bây giờ bị nhiễm, ví dụ như là qua đường máu, qua đường kim tiêm, dùng chung kim tiêm hay là quan hệ tình dục không an toàn đó, ha, thì nếu mà nhiễm ở người trưởng thành đó, thì chỉ có 10% diễn qua viêm gan mãn tính thôi. Trong khi đó tới 90% là hồi phục hoàn toàn. Nên cái lứa tuổi bị nhiễm rất là quan trọng. Nên bây giờ tất cả các bà mẹ mà khi mà mang thai, người ta đều được tầm soát cái viêm gan B trong thời kỳ mang thai hết. Và nếu mà người mẹ đó bị nhiễm viêm gan B thì người ta sẽ bắt đầu, người ta sẽ xét nghiệm, người ta đếm cái số lượng viêm gan virus B trong máu. Và nếu cái số lượng viêm gan virus B trong máu tăng cao thì người ta sẽ cho những cái thuốc, những cái thuốc để ức chế, để giảm bớt cái số lượng virus lây qua cho con lúc mà mang, trong lúc mà sanh con. Và khi mà em bé được sanh ra thì em bé nó cũng được vừa chích kháng nguyên, vừa chích Dạ cô ơi, xem thấy cô tắt mic á cô. Ủa mà em thấy tắt lâu chưa vậy? Đâu đụng gì đâu, sao tự nhiên tắt vậy ta? Dạ mới tắt, chắc tầm khoảng 1 phút á cô. Em nói tới đâu? Mẹ có gì mẹ em nói liền nha. Sao không biết tự nhiên tắt kia ta, đâu có đụng gì đâu. Rồi, nói tới đâu rồi? Nãy em nghe nói tới đâu? Dạ cái chỗ khoảng 20% bị chứng nặng à cô. Rồi, chưa nói tới khúc này nha. Rồi thì lúc mà bị mình nhắc lại xíu, nếu mà bị viêm gan mà lúc sanh á, à, thì 90% là diễn tiến qua viêm gan mãn tính, trong khi nếu mà bị viêm gan trưởng thành là chỉ có 10% diễn qua viêm gan mãn tính thôi. Nghe khúc này rồi đúng không? Chỗ này quan trọng, chỗ này quan trọng ha, tại vì cái tuổi mà lúc bị viêm gan á thì nó rất là quan trọng.
nha. Rồi thì nếu mà viêm gan mạn tính, một bệnh nhân mà bị viêm gan mạn tính á, thì cũng may mắn là 80% là không có biến chứng nặng, chỉ có 20% có biến chứng nặng như là xơ gan hay là ung thư gan thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói một tí xíu về các huyết thanh chẩn đoán viêm gan B. Cái này nó hơi khó tí xíu nên mình phải nói kỹ một chút nha. Tại vì có nhiều người không có nắm được về cái vấn đề này ha. Thì mình nói một tí xíu để mình biết. Ví dụ có người cầm xét nghiệm tới, chẳng hạn hỏi mình, thì mình phải biết trả lời. Và bên bên dược á, thì cũng rất là quan trọng khi mà mình chỉ định dùng một cái thuốc mà kháng virus sẽ phải ở giai đoạn nào mình mới chỉ định dùng thuốc kháng virus. Chứ không phải mình xét nghiệm ra, mình thấy HBsAg dương tính là mình cho thuốc kháng virus hết. Vậy rất là nguy hiểm, gây ra cái tình trạng kháng thuốc và cũng không có hiệu quả gì hết. Rồi thì đầu tiên là mình coi một cái kháng nguyên là HBsAg. Đây là một cái kháng nguyên bề mặt. Khi mà HBsAg dương tính chứng tỏ là virus B đang tồn tại trong cơ thể bệnh nhân đó. Nhưng mà ở giai đoạn nào thì mình không biết. Có thể là bệnh nhân này chỉ là một cái người nhiễm viêm gan virus B mà virus nó không hoạt động. Người ta gọi là cái, hồi xưa người ta gọi là cái người lành mang bệnh á, bây giờ người ta gọi là cái người đó bị viêm gan B mà nó không hoạt động, hoặc là bệnh nhân này đang bị viêm gan cấp hay là bị viêm gan mạn thì mình không biết, mình chỉ biết là cái virus đang tồn tại trong cơ thể bệnh nhân đó thôi. Cái kháng thể của anti của cái HBsAg, tức là anti, anti là kháng thể, là anti HBs. Nếu mà anti HBs dương tính thì chứng tỏ là bệnh nhân đó nhiễm miễn nhiễm với lại viêm gan virus B. Rồi tiếp theo nữa, một cái kháng nguyên nữa là HBcAg. Đây là cái kháng nguyên lõi nằm ở trong tế bào gan thôi. Nên mình sẽ không xét nghiệm máu, mình sẽ không thấy được cái HBcAg tại vì nó chỉ nằm trong tế bào gan. Mình phải sinh huyết gan mình mới thấy. Nhưng mà bù lại mình sẽ có cái kháng thể của nó là anti HBc. Anti HBc thì mình có IgM và IgG. Nếu mà anti HBc IgG dương tính thì chứng tỏ là người đó từng nhiễm viêm gan virus B. Còn anti HBc IgM dương tính thì chứng tỏ là bệnh nhân này đang nhiễm viêm gan virus cấp. Ngoài ra cái kháng thể anti HBc IgM này nó có thể tăng trong những cái trường hợp là những cái đợt bùng phát cấp của viêm gan virus B mạn, giống như cái định nghĩa đầu tiên mình nói. Rồi cái kháng nguyên tiếp theo là cái HBeAg. Nếu mà HBeAg dương tính tức là chứng tỏ là cái virus đó đang nhân đôi, đang sao chép rất là nhiều trong cái cơ thể bệnh nhân đó. Và cái kháng thể của nó là anti HBe. Anti HBe dương tính chứng tỏ là virus đã giảm hoặc là ngừng sao chép. Và cuối cùng một cái xét nghiệm rất là quan trọng là cái HBVDNA. Là mình sẽ đếm được cái số lượng virus sao chép đang nhân lên, đang tồn tại trong cái cơ thể bệnh nhân đó. Tương tự như cái xét nghiệm HCV RNA nãy mình nói, thì đây là cái xét nghiệm HBV DNA. Thì tùy theo bệnh nhân ở giai đoạn nào thì mình sẽ có những cái dấu ấn huyết thanh tương ứng. Cái giai đoạn cái những cái bệnh nhân mà mình thường gặp nhất là mình sẽ thấy ví dụ như là HBsAg dương tính, HBeAg dương tính, và cái định lượng HBV DNA tăng rất là cao thì chứng tỏ bệnh nhân này, và kèm theo cái men gan tăng cao nữa thì chứng tỏ bệnh nhân này đang bị nhiễm viêm gan virus B mãn tính, và virus này nó đang hoạt động, đang nhân đôi, đang sao chép rất là nhiều. Nên lúc đó mình sẽ xem xét mình dùng cái thuốc kháng virus cho bệnh nhân. Còn nếu mình thấy HBsAg dương tính nhưng mà HBeAg thì âm tính, và cái men gan nó bình thường, men gan bệnh nhân bình thường, chứ là không có tình trạng viêm gan gì hết, thì người ta gọi đó là những cái trường hợp những cái người bị viêm gan virus B mà không có hoạt động. Thì những bệnh nhân đó mình sẽ không có chỉ định thuốc kháng virus cho bệnh nhân mà mình chỉ có theo dõi thôi. Và những bệnh nhân đó sẽ được dặn theo dõi mỗi 6 tháng để kiểm tra lại cái men gan như thế nào. Nếu mà men gan tăng thì chứng tỏ là bệnh nhân có chừng có viêm gan rồi đó. Phải theo dõi định lượng lại coi lúc đó bệnh nhân có diễn tiến qua cái viêm gan mạn tính hay không, để xem xét cái chuyện điều trị cho bệnh nhân. Rồi còn nãy giờ là mình nói về cái viêm gan B rồi ha. Tiếp theo mình sẽ nói về cái viêm gan C.
Thì cái diễn tiến của cái viêm gan C á, thì ở bất cứ tuổi nào, cho dù bệnh nhân ở bất cứ tuổi nào thì cũng diễn tiến là khoảng 80-90% là diễn tiến qua mãn tính. Chỉ có khoảng 10-20% là virus tự là hồi phục thôi. Còn khác với lại viêm gan B. Viêm gan B thì tùy theo cái tuổi lúc bị nhiễm. Tuổi càng nhỏ như là lúc mới sinh thì cái tỷ lệ diễn tiến qua mãn tính càng cao. Còn ở người trưởng thành thì cái tỷ lệ rất là thấp. Còn viêm gan C thì ngược lại, ở bất cứ tuổi nào thì đều diễn tiến qua mãn tính rất là cao, và qua xơ gan và ung thư gan. Nhưng mà cũng may mắn là mình có cái thuốc điều trị viêm gan C rất là tốt. Nhưng mà mình phải điều trị cái thuốc ở cái giai đoạn mà bệnh nhân bị viêm gan C mạng, thì mới ngăn chặn diễn tiến qua cái xơ gan ung thư gan. Cái lúc mà bệnh nhân đã xơ gan rồi thì đâu có thể hồi phục lại được như cái gan bình thường, hoặc là ung thư rồi thì thôi rồi, chỉ có cắt gan hoặc là đốt điện khối u. Mà nếu mà lại di căn rồi thì quá muộn rồi, thì đâu có làm được gì nữa. Rồi nãy giờ là mình đã nói những cái nguyên nhân viêm gan do virus rồi ha. A, B, C, D, E và những cái virus hiếm gặp khác như là CMV, EBV, HSV, rubella, quai bị đó ha. Rồi ngoài ra còn có những cái nguyên nhân gây viêm gan khác mà ít gặp hơn, như là viêm gan do vi trùng, viêm gan do ký sinh trùng, viêm gan do rượu. Ở bệnh nhân Việt Nam mình là cái tỷ lệ viêm gan do rượu này rất là nhiều, và diễn tiến qua xơ gan luôn, ung thư gan luôn do rượu. Nhất là những cái người mà người ta làm nghề nông nè, hoặc là thợ công trường xây dựng rồi đó, uống rượu rất là nhiều, và cái tỷ lệ gây ra viêm gan diễn tiến qua viêm gan mạn, xơ gan rất là cao. Và một trong những cái nguyên nhân mà viêm gan cũng thường gặp ở bệnh nhân Việt Nam mình đó là viêm gan do thuốc. Mấy em thấy là bệnh nhân có thể cầm một cái toa thuốc mua tới mua lui, bác sĩ kê toa chỉ có một toa thôi, và lúc nào chỉ dặn là uống một lần thôi và phải quay lại tái khám. Nhưng mà nhiều khi người ta cầm cái toa thuốc đó, người ta uống tới uống lui năm này qua năm khác. Và cái thứ hai là những cái nhà thuốc mình được quyền bán những cái thuốc kháng sinh, kháng viêm rất là bừa bãi và không có chỉ định của bác sĩ hay dược sĩ gì hết. Không phải nhà thuốc nào chỉ có cái tên dược sĩ đứng đó thôi, toàn là y tá, dược tá đứng để bán thuốc thôi ha. Người ta không có rành về chuyên môn, nên người ta cho ví dụ nói là đau họng, nhất là trong cái thời đại Covid này ha, đau họng sổ mũi hay là đóng thuốc luôn, xanh đỏ tím vàng, không biết thuốc gì là thuốc gì luôn. Nên cái viêm gan do thuốc của mình rất là nhiều ha. Và thêm một cái nữa là cái thuốc về đông y á, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tàu, thuốc tể tùm lum hết. Có rất là nhiều những cái bệnh nhân vô là bị viêm gan do thuốc, cái thuốc mà không rõ nguồn gốc, cây cỏ hoa lá gì đó, rất là nhiều. Rồi, ngoài ra có thể viêm gan do độc chất. Rồi một cái bệnh cảnh viêm gan khác là viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu, thường gặp trên những cái bệnh nhân mà cơ địa là béo phì nè, gan nhiễm mỡ nè, đái tháo đường nè, bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa, thì cái tỷ lệ viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu này ở Việt Nam mình cũng ngày xưa lúc trước thì ít gặp, mà càng ngày càng tăng dần do cái chế độ ăn nè ha, fast food nè, ít vận động thể lực nữa. Ở nước ngoài thì cái viêm gan thoái hóa mỡ này không do rượu rất là nhiều trước đây rồi, ở Việt Nam là hiện tại cũng càng ngày càng tăng lên. Cái nguyên nhân tiếp theo là viêm gan do tự miễn ha. Viêm gan tự miễn là cơ thể tự tạo ra kháng thể chống lại cái gan của mình luôn, nó gọi là cái viêm gan tự miễn. Viêm gan do ứ đồng, những cái đồng, những cái đột biến gen đồng nó không đào thải được trong cơ thể, nó sẽ ứ lại, sẽ ứ ở gan, nó sẽ gây ra cái bệnh cảnh viêm gan do ứ đồng. Và có thể gây ra tiếp theo là cái bệnh cảnh là viêm gan do ứ sắt, sắt nó sẽ ứ đọng lại ở gan, nó gây ra bệnh cảnh viêm gan do ứ sắt. Ngoài ra còn có những cái nguyên nhân khác ít gặp hơn, như là viêm gan do thiếu alpha 1 antitrypsin, hay là viêm gan do thiếu máu cục bộ. Thiếu máu cục bộ thường gặp trên những cái bệnh cảnh mà những bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng hoặc là choáng do bất kể nguyên nhân nào, nó sẽ giảm tưới máu tới gan và sẽ gây ra viêm gan do thiếu máu cục bộ vì do giảm tưới máu tới gan. Và khi mà cái tình trạng mà choáng được hồi phục thì cái tình trạng viêm gan này nó sẽ hồi phục nếu mà nó không kéo dài quá lâu. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về các cận lâm sàng để chẩn đoán viêm gan. Thì các cận lâm sàng để chẩn đoán viêm gan, cái quan trọng nhất mình nói, mình chẩn đoán viêm gan nhiều khi cái triệu chứng điển hình thì nó chỉ có khoảng 25% thôi ha. Thì mình chẩn đoán
chủ yếu là mình chẩn đoán dựa vào cái tăng của cái men transamina, bao gồm cái men ALT, AST, gamma CT. Đây là cái tiêu chuẩn quan trọng để chẩn đoán viêm gan. Ngoài ra mình có thể dựa vào cái chỉ số của tăng cái men transamina này để mình có thể xem xét cái bệnh cảnh lâm sàng, dựa vào bệnh cảnh lâm sàng và dựa vào cái men để mình coi là bệnh nhân này bị viêm gan cấp hay đã qua cái giai đoạn sơ gan hay là viêm gan do rượu. Thì đối với cái viêm gan cấp á, thì cái men transamina này tăng rất là cao, thường là tăng trên 1000 u trên lít, và cái men ALT thì nó cao hơn AST. Trong khi á, ở những cái bệnh nhân mà sơ gan hay viêm gan do rượu á, thì cái AST này nó lại tăng cao hơn so với ALT. Cái này là cái quan trọng nha. Chú ý những cái nào mà chú ý nhấn mạnh á, thì có thể gặp trong lúc thi nha. Viêm gan cấp là cái ALT nó sẽ tăng cao hơn AST, còn sơ gan là AST nó sẽ tăng cao hơn so với ALT. Ngoài ra bệnh nhân có thể có các rối loạn khác như là rối loạn chuyển hóa bilirubin, NADH, phosphatidylkim. Bệnh nhân có thể giảm albumin máu, hồi nãy mình nói đầu tiên á, là gan có chức năng tổng hợp protein đúng không? Trong đó có albumin máu, chức năng đông máu. Ngoài tổng hợp albumin máu thì gan nó cũng có chức năng tổng hợp những cái yếu tố đông máu luôn. Nên khi mà bệnh nhân viêm gan cấp thì sơ gan có thể ảnh hưởng tới cái chức năng đông máu. Ngoài ra mình có thể sinh huyết gan nha, để mà mình coi bệnh nhân này tổn thương gan như thế nào và có thể do nguyên nhân gì. Ngoài ra những cái xét nghiệm hình ảnh học có thể sử dụng là siêu âm ha, CT scan bụng và MRI bụng. Thì đầu tiên mình sẽ làm là một cái siêu âm bụng tổng quát trước để mình đánh giá cái tình trạng gan như thế nào, có qua cái giai đoạn sơ gan gì hay không, cái bề mặt gan nó như thế nào, cái bờ gan nó như thế nào, có những cái dấu hiệu gì mình nghĩ tới sơ gan không. Lát nữa thì cái phần sơ gan mình sẽ nói kỹ hơn cái chỗ này. Còn khi mình nghi ngờ vấn đề gì thì mình mới chụp CT hay MRI thôi, chứ không phải tất cả bệnh nhân mà viêm gan vô là đều chụp CT hay MRI hết là mới đúng nha. Thì cái siêu âm bụng mình sẽ làm đầu tiên. Đây là một cái xét nghiệm đơn giản, không xâm lớn, rẻ tiền nha, có thể có ở mọi nơi, ở những cái phòng khám tư nhân cũng có cái siêu âm bụng rất là nhiều. Tiếp theo nữa là cái xét nghiệm để chẩn đoán nguyên nhân. Thì cái nhóm xét nghiệm đầu tiên là mình cái nhóm mình để xét nghiệm chẩn đoán viêm gan có hay không. Cái nhóm xét nghiệm thứ hai là để chẩn đoán nguyên nhân viêm gan là cái gì. Thì một khi đã chẩn đoán bệnh nhân bị viêm gan rồi thì phải chẩn đoán nguyên nhân để điều trị. Ví dụ bệnh nhân bị viêm gan virus phải điều trị thuốc kháng virus hay là theo dõi gì đó. Còn nếu bệnh nhân bị viêm gan tự miễn thì mình làm kháng thể tự miễn để mình phải dùng những cái thuốc corticoid hay những thuốc ức chế miễn dịch. Mình kiểm tra những cái bi lăng máu coi bệnh nhân có bị viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu hay không, seroplasmin máu để coi bệnh nhân có bị ứ đồng hay không, đồng trong nước tiểu và seroplasmin trong máu để coi bệnh nhân có bị viêm gan do ứ đồng hay không, sắc huyết thanh ferritin để coi bệnh nhân có bị viêm gan do ứ sắc hay không, alpha 1 antitrypsin để coi bệnh nhân có bị viêm gan do thiếu alpha 1 antitrypsin hay không. Ngoài ra những cái xét nghiệm ít gặp hơn là sinh huyết gan hay là hóa mô miễn dịch. Rồi mình nhắc lại một tí xíu ha. Thì một khi một bệnh nhân bị viêm gan, đây là một cái gan bình thường, những cái tác nhân gây bệnh nó tấn công vô gan sẽ gây bệnh cảnh viêm gan, viêm gan cấp dẫn đến viêm gan mạn. Và sau một cái thời gian nếu bệnh nhân không được điều trị 20 đến 25 năm thì có thể dẫn đến sơ gan và ung thư gan. Cái nhiệm vụ quan trọng của mình là mình cắt đứt ngay tại chỗ này, không để bệnh nhân diễn tiến qua cái sơ gan, ung thư gan lại cái giai đoạn muộn sau này. Nãy giờ mình đã nói xong về cái phần đầu tiên là cái viêm gan ha. Mình còn một cái phần nữa nó ngắn hơn tí là cái sơ gan nha. Thôi mấy em nghĩ vậy là khoảng 5 phút đi nha. Rồi mình qua cái phần này nó cũng ngắn thôi nha. Vậy là khoảng 5 phút ha, uống nước gì đi rồi mình quay lại nha.
Cho mình bắt đầu nha. Phải được 6 mấy rồi giờ sụt xuống còn 5 mấy luôn. Rồi. Em nghe rõ không? Dạ nghe rõ. Rồi mình bắt đầu nha, mình còn cái đoạn ngắn phía sau thôi. Kết thúc sớm, mình nghỉ sớm ha. Rồi thì mình sẽ nói tiếp tới một cái bệnh cảnh tiếp theo là cái xơ gan nha. Là một cái bệnh mình cũng rất là thường gặp nè. Nếu mà ở cái khoa tiêu hóa thì cái bệnh nhân xơ gan nhập viện rất là nhiều lần nha, nhập tới nhập lui mà quen mặt luôn vì những cái biến chứng của xơ gan. Thì xơ gan được định nghĩa là trên mô học bao gồm hai tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là có sự tạo mô xơ lan tỏa ở gan, và thứ hai là gan bị biến đổi từ cấu trúc bình thường thành cấu trúc dạng nốt bất thường. Và khi mình chẩn đoán xơ gan là mình phải dựa trên mô học, mình sẽ lấy một cái mẫu mô ở gan ra và mình coi với kính hiển vi để mình thấy có cái tạo mô xơ lan tỏa không, nên người ta mới gọi là xơ gan. Gan biến đổi cấu trúc từ cấu trúc bình thường thành cấu trúc dạng nốt bất thường. Thì đây là cái hình ảnh cho mình thấy một gan trơn láng khỏe mạnh bình thường. Đây là cái gan phải, đây là cái thùy gan bên trái, và đây là cái thùy gan bên phải nha, rất là trơn láng nha. Còn đây là một cái dãy cái đại thể của một cái bệnh nhân bị xơ gan. Mình coi cái gan cái bệnh nhân xơ gan mình thấy như thế nào. Toàn bộ những cái gan tạo thành những cái mô xơ lan tỏa hết, và gan bị biến đổi từ cấu trúc bình thường trơn láng như vậy thành những cái cấu trúc dạng nốt, rất là nhiều những cái nốt đây. Người ta gọi là xơ gan. Thì mình thấy là khi mà gan mà nó xơ như vậy rồi thì sao, đâu có thể nào đảm nhận được cái chức năng bình thường của gan nữa. Và khi mặc dù mình đã điều trị cái nguyên nhân rồi, ví dụ mình do rượu thì mình yêu cầu bệnh nhân ngưng rượu, hay do virus thì mình dùng thuốc kháng virus BC rồi, virus viêm gan C mình điều trị âm tính thành công rồi, nhưng mà cái gan nó đâu có thể nào phục hồi trở về một cái gan khỏe mạnh như là cái gan bình thường được. Nên đây là cái giai đoạn cuối cùng rồi. Thì để phân loại xơ gan á, thì mình sẽ phân loại theo hình thái mô học, như là xơ gan nốt nhỏ nè, nốt lớn, nốt hỗn hợp, hay là xơ gan theo triệu chứng biểu hiện như là xơ gan còn bù hay là mất bù. Mình nghe cái từ còn bù, mình hiểu là cái gan nó đảm nhận được những cái chức năng, nó còn đảm nhận được những cái chức năng của nó. Nên trên lâm sàng nên hầu như bệnh nhân có những cái triệu chứng rất là nhẹ nhàng thôi, bệnh nhân vẫn sinh hoạt được bình thường. Còn xơ gan mất bù là bệnh nhân có những cái triệu chứng nặng nề, vàng da, bán bụng, phù chân rất là nặng nề rồi. Theo giai đoạn bệnh thì mình sẽ có một cái bảng phân độ theo xơ gan che bút ABC, lát nữa cái phần phía sau mình sẽ nói cái này. Đây là cái hình ảnh ha. Nãy giờ nói nhiều quá cho cái hình thì đỡ ngán ha. Đây là cái xơ gan nốt nhỏ ha, mình thấy đó, những cái mô xơ lan tỏa và có những cái nốt nhỏ khắp gan. Người ta phân loại đây là cái xơ gan nốt nhỏ. Xơ gan nốt lớn, cái nốt nó lớn. Xơ gan nốt lớn trên 5 mm, người ta gọi lớn, dưới 5 mm là xơ gan nốt nhỏ ha. Xơ gan nốt hỗn hợp nữa thì đây là cái xơ gan vi thể. Mình thấy gan nó tạo những cái dãy xơ đây, đây là những cái dãy xơ khắp gan, nó tạo thành những cái nốt bất thường. Đây là cái định nghĩa gan, xơ gan trên mô bệnh học điển hình là tạo mô xơ lan tỏa ở gan và biến đổi cấu trúc bình thường thành cấu trúc dạng nốt bất thường. Rồi, thì đối với triệu chứng của xơ gan á, thì xơ gan do bất cứ nguyên nhân nào thì sẽ dẫn đến hai hội chứng chính, là thứ nhất là hội chứng suy tế bào gan, thứ hai là hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thì mỗi cái hội chứng này sẽ có những cái triệu chứng như thế nào. Thì cái hội chứng suy tế bào gan nó có rất là nhiều những cái triệu chứng, để mình biết gan đảm nhiệm những cái chức năng rất là quan trọng. Nên khi mà bệnh nhân bị suy tế bào gan, xơ gan, suy tế bào gan rồi thì nhiều chức năng trong cơ thể bị ảnh hưởng và sẽ đưa đến nhiều những cái biểu hiện lâm sàng khác nhau. Về tổng trạng á, thì tổng trạng suy giảm, bệnh nhân có thể mau mệt, mỏi cơ, giảm khả năng tập trung, giảm khả năng lao động. Bệnh nhân có rối loạn về giấc ngủ, có thể mất ngủ. Rối loạn tiêu hóa như là ăn kém, chặn tiêu, nhất là ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ.
rối loạn đông máu, là bệnh nhân có thể chảy máu mũi, chảy máu răng, chảy máu ống tiêu hóa, xuất huyết dưới da dạng chấm và mảng, có thể xuất huyết não và nội tạng luôn trong những trường hợp nặng. Nhưng bệnh nhân sơ gan cho nó bệnh nhân lơ mơ luôn, thì chụp cái CT não, cái MRI não ra thấy có xuất huyết não. Ở nam giới những cái biểu hiện nó cũng đặc trưng ở bệnh nhân sơ gan là ở nam giới có thể có giảm khả năng về tình dục, có liệt dương, có vú to ở nam. Ở nữ thì có thể rối loạn về kinh nguyệt. Về lông tóc móng thì lông thưa nè, tóc khô dễ gãy, móng tay khô trắng dễ gãy, vàng da, vàng mắt là những cái triệu chứng điển hình ở hội chứng cytogen. Hồng ban ở gò má hay mô lòng bàn tay, người ta gọi là dấu lòng bàn tay son. Lát nữa mình sẽ có những cái hình minh họa cho em thấy. Có thể có những cái dấu sao mạch ở mặt, ở ngực, ở cổ và ở lưng trên. Nhưng có thể có bán bụng và phù hai chi dưới. Về triệu chứng cận lâm sàng của hội chứng cytogen, mình sẽ thấy thời gian đông máu kéo dài, là thời gian prothrombin tăng, DNA kéo dài, protein máu giảm, nhất là albumin, globulin tăng, tăng tỷ lệ A trên G và tỷ lệ globulin tăng và cái tỷ lệ A trên G đảo ngược, bilirubin tăng, đó bệnh nhân có vàng da, AST và LT tăng và cái tỷ lệ AST nó lớn hơn LT. Em nhớ hồi nãy trong cái viêm gan cấp á, thì LT nó lớn hơn AST, còn trong sơ gan là AST tăng cao hơn so với LT nha, cần nhớ cái này ha. Rồi đây là một cái số hình ảnh cho mấy em thấy những cái hội chứng suy tu gan ở bệnh nhân sơ gan như thế nào. Bệnh nhân này mình thấy vàng da ha, vàng kết mặt mắt, kết mặt mắt rất là vàng nha. Rồi đây là những cái dấu sao mạch, cái dấu sao mạch này do rối loạn chuyển hóa estrogen ở những cái bệnh nhân bị sơ gan. Ở đây những cái dấu sao mạch nè, cái dấu sao mạch điển hình nó như thế nào, thì ở đây người ta phóng to lên cái dấu sao mạch, thì cái dấu sao mạch điển hình nó sẽ có một cái chấm nhỏ như cái đầu đinh kim chính giữa và có những cái mạng nhện nó tỏa ra xung quanh, và khi mình ấn tay vô cái đầu đinh kim này thì toàn bộ cái sao mạch biến mất, nó tỏa ra những cái mạng nhện giống như cái hình sao vậy đó, mạng nhện vậy đó, người ta gọi cái này là cái dấu hiệu sao mạch là điển hình ở cái bệnh nhân bị sơ gan nha. Đây, cái dấu sao mạch mình thấy ở đây, đây cái sao mạch rải rác khắp ở ngực, ở cổ, ở vai bệnh nhân nha. Còn đây là cái dấu hiệu móng trắng nha, dấu hiệu móng trắng người ta gọi như thế nào, cái cơ chế của cái dấu hiệu móng trắng này là do giảm albumin máu. Mình biết là gan có chức năng tổng hợp protein, trong đó cái protein rất là quan trọng là albumin máu. Giảm albumin máu có thể gây phù chân bán bụng, ngoài ra có thể gây ra cái triệu chứng móng trắng. Nhà móng trắng là mình thấy, em thấy móng tay của em hồng hết đúng không? Giơ cái móng tay mình lên coi coi, cái móng tay mình hồng hết. Còn cái móng tay ở bệnh nhân sơ gan mình thấy toàn bộ cái móng này màu trắng hết, mất cái liền móng như này luôn, chỉ còn một tí xíu màu hồng ở đầu móng thôi. Người ta gọi là cái dấu móng trắng, hoặc là nó có một cái hồng, một cái mảng trắng, cái hồng, cái mảng trắng. Thì cái móng trắng ít gặp hơn là cái móng trắng này. Đa phần ở bệnh nhân sơ gan mình sẽ thấy là toàn bộ cái móng trở lên màu trắng hết, chỉ còn tí xíu màu hồng ở đầu móng thôi, ta gọi là dấu hiệu móng trắng nha. Rồi đây là cái dấu lòng bàn tay son ha, cơ chế cũng là do rối loạn chuyển hóa estrogen ở bệnh nhân sơ gan. Mình thấy ha, cái lòng bàn tay của mình, giơ cái lòng bàn tay mình ra coi thử coi, cái lòng bàn tay mình hồng hết đúng không? Còn ở bệnh nhân sơ gan lòng bàn tay son là như thế nào? Lòng bàn tay son khi bệnh nhân có đỏ, em thấy đỏ rõ vùng mô cái không? Mô ngón cái, mô ngón út và có thể các đầu ngón tay. Điển hình là ở mô ngón cái, mô ngón út, còn phía chính giữa này là trắng. Người ta gọi đây là dấu hiệu lòng bàn tay son. Điển hình ở bệnh nhân sơ gan. Đây là cái dấu co rút cơ kiểu Dibitren, thường gặp ở những bệnh nhân sơ gan như rượu, là có sự cái dày lên của cân cơ ngón 4, ngón 5 nè. Mình thấy cái ngón 4, ngón 5 bị co rút lại, bệnh nhân không có thẳng, cái ngón 4, ngón 5 được co rút cái ngón 4, ngón 5 lại. Người ta gọi đây là cái co cơ Dibitren, thường gặp ở những bệnh nhân sơ gan như rượu. Cái xuất huyết da niêm mình thấy sơ gan gây ra giảm
tức là gây ra những cái yếu tố đông máu nó bị kéo dài do giảm tổng hợp yếu tố đông máu á, mình có thể thấy bệnh nhân bị bầm máu dưới da ha, bầm máu vết chích. Cái vết chích ở người bình thường thì không có sao hết, nhưng những cái vết chích ở bệnh nhân sơ gan thì bầm máu, những cái vết chích này rất là nhiều ha, có thể chảy máu răng. À, có nhiều bệnh nhân á, đánh răng à, chảy máu xong chảy máu hoài không cầm luôn, phải nhập viện, phải nhập viện vì cái chảy máu răng à, chảy hoài không cầm. Bệnh nhân có thể chảy máu mũi ha. Rồi đây là cái dấu hiệu phù chân à, mình thấy là phù ấn lõm à, phù chân là do cơ chế giảm tổng hợp albumin máu gây giảm áp lực keo ha, nhưng phù chân phù đối xứng hai bên nha, và phù mềm ấn lõm không đau, mình thấy ấn lõm nè nha, khác với phù cứng nha, phù cứng là do những cái nguyên nhân khác. Đây là bán bụng và một bệnh nhân sơ gan à, điển hình bán bụng rất là to ha, phù chân nha. Tiếp theo nữa, nãy giờ mình đã nói về cái hội chứng suy tế bào gan rồi ha. Cái hội chứng thứ hai để giúp chẩn đoán sơ gan đó là cái hội chứng tăng áp lực từ mạch cửa à, thì tại sao bệnh nhân sơ gan lại bị cái hội chứng tăng áp lực từ mạch cửa? Mình thấy đây là cái gan sơ ha, cái mô sơ à, cái nốt thường này mô sơ nó sẽ làm tắc nghẽn dòng máu chảy qua gan à, bình thường mình thấy tĩnh mạch cửa về gan, sau đó về tĩnh mạch chủ dưới về tim, bây giờ cái mô nó bị sơ, gan nó sơ, nó tắc nghẽn cái dòng máu qua gan luôn, thì sao? Máu nó sẽ dội ngược lại những cái đường khác à, thì bây giờ nó dội ngược lại đây à, thì mình biết, nhắc lại mình biết cái tĩnh mạch cửa à, nó sẽ hợp lưu bởi tĩnh mạch lắc à, và tĩnh mạch mạc treo tràng trên và một phần cái à, tĩnh mạch mạc treo tràng dưới ở đây à, thì khi thì nó tạo thành cái tĩnh mạch cửa nó về gan, thì khi mà cái áp lực trong tĩnh mạch cửa nó tăng cao do nó tắc nghẽn dòng máu đây, nó dội ngược trở về à, thì nó phải chạy ngược về những cái tuần hoàn bản hệ của nó ở đây, chạy ngược về lách à, nó sẽ gây lách to và ứ máu, nó chạy ngược xuống đây à, nó sẽ gây ra tình trạng trĩ à, giãn tinh mạch trực tràng, trĩ xuất huyết cái đây à, và nó chạy nó về đây à, nó sẽ qua những cái vòng nối ở đây, những cái tĩnh mạch thông nối, nó sẽ gây ra những cái giãn, những cái tĩnh mạch thực quản ở đây. Bình thường cái tĩnh mạch thực quản mình nó xẹp, nó không có giãn à, và khi mà cái giãn tĩnh mạch thực quản này nó to ra, nó phình to ra, một khi cái tĩnh mạch nó phình ra thì nó sẽ vỡ. Mà cái tĩnh mạch thực quản nó vỡ thì sẽ gây ra triệu chứng gì? Bệnh nhân sẽ ói ra máu đỏ tươi, lượng nhiều, ồ ạt, xuất huyết tiêu hóa nặng nề, nó có thể dẫn đến tử vong luôn. Những cái biến chứng rất là đáng sợ ở bệnh nhân sơ gan à, và giãn cái vòng nối dạ dày ở đây có thể gây ra giãn những cái tĩnh mạch dạ dày ở đây à, rồi ở những cái thành bụng có thể gây ra giãn cái tĩnh mạch ở thành bụng à, thì nó sẽ tạo thành, người ta gọi là những cái vòng nối cửa chủ ở đây à, để cho nó giảm bớt cái áp lực cao trong cái tĩnh mạch cửa đây, nó phải chảy về những cái nhánh này và qua cái hệ cửa hệ chủ ở đây à, để nó làm giảm bớt cái áp lực ở trong cái tĩnh mạch cửa. Thì cái triệu chứng lâm sàng của hội chứng tăng áp cửa sẽ bao gồm là bán bụng này, lách to này, có tuần hoàn màng hệ kiểu cửa chủ là giãn những cái tĩnh mạch ở dưới da của thành bụng, có trĩ, có xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản hay tâm phình vị ở dạ dày. Những cái triệu chứng của lách to cường lách như là thiếu máu, xuất huyết giảm tiểu cầu, mình thấy cường lách sẽ gây ra giảm ba dòng tế bào máu ha, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, giảm hồng cầu. Rồi còn về cái cận lâm sàng á, thì những bệnh nhân tăng áp cửa có thể có thiếu máu nè. À, giảm cho ba dòng tế bào máu ha, thiếu máu thường là nhẹ hoặc vừa, thiếu máu đẳng sắc có thể giảm ba dòng tế bào máu. Trong bụng thì có thể, gan là thường là teo ha, gan nó sơ hết, nó teo lại, nó bờ không đều, có thể có dạng hình răng cưa, cấu trúc gan thô có dạng nốt à, mình thấy có những cái nốt nó thường ở gan à, lách to và ứ máu và tăng áp cửa đó. À, tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch lách có thể giãn, mình có thể thấy được cái tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch lách giãn luôn, có dịch trong ổ bụng à, còn nội soi cái thực quản và dày tá tràng thì có giãn tĩnh mạch thực quản nè, giãn tĩnh mạch tâm phình vị là bệnh dạ dày và tăng áp cửa à, thì ở đây mình thấy cái triệu chứng lâm sàng điển hình ở cái bệnh nhân bị sơ gan ha, mình thấy đây là một bệnh nhân bị bán bụng à, có cái thoát vị rốn lồi, thoát vị rốn ở đây à, bụng to quá gây thoát vị rốn luôn. À, có những cái xuất huyết da niêm ở da thành bụng này, và có những cái tuần hoàn, người ta gọi đây là những cái tuần hoàn màng hệ
tuần hoàn bệnh hệ cửa chủ là gia tăng áp cửa. Bình thường mình sẽ không có nổi những cái tĩnh mạch ở đây, nhưng đổ những cái tĩnh mạch dưới da, những cái tĩnh mạch này rất là nhiều, người ta gọi đó là tuần hoàn bệnh hệ cửa chủ nha. Cơ chế là gia tăng áp cửa. Rồi đây là cái hình ảnh cho mình thấy hình ảnh nội soi của một bệnh nhân mà bị tăng áp cửa do xơ gan. Mình thấy đây là cái thực quản, cái thực quản bình thường là trơn láng như vậy, đúng không? Còn đây bên tay phải của mem là mem thấy một cái hình nó không còn trơn láng nữa, nó có những cái búi và những cái cột giãn to như thế này, và có những cái chấm đỏ trên đây. Và khi mà nó giãn to quá nó vỡ thì máu trong những cái tĩnh mạch này ói ra ngoài, ói ra máu đỏ tươi, lượng nhiều ồ ạt, có thể có ngất luôn, phải nhập viện khẩn cấp để truyền máu và xử trí cái thắt cái tinh thần thực quản này, nó ngưng chảy máu. Còn đây là một cái búi giãn rất là to ở vùng phình vị ở dạ dày. Cái này là cái búi giãn bình thường, mình sẽ thấy nó trơn láng giống như bên đây. Đây là một cái búi giãn tĩnh mạch thực quản giãn to ra. Còn đây là cái hình ảnh của bệnh dạ dày và tăng áp cửa, niêm mạc phù nề giống như lát đá ha. Rồi đây là cái hình ảnh cho em thấy một cái búi giãn nó đang phun máu thành tia, nó giãn nó phun máu thành tia như vậy thì biểu hiện lâm sàng bệnh nhân sẽ là ói ra máu. Ngoài ra mình có thể khám, ngoài cái hội chứng suy to gan và tăng áp cửa nãy giờ mình nói bao gồm những triệu chứng gì rồi ha, ngoài ra có thể có những cái triệu chứng tùy theo nguyên nhân. Ngoài ra những cái nguyên nhân đặc biệt thì nó có thể có thêm những triệu chứng, ví dụ như là những bệnh nhân mà nghiện rượu thì có thể có tuyến mang tay to nè, bàn tay Dupuytren co rút con 4, con 5, hồi nãy em có coi hình rồi đó ha. Đối với những cái bệnh nhân mà ứ sắc thì có thể có sạm da và có những cái triệu chứng của bệnh ứ đồng như bệnh Wilson, như là rối loạn về tâm thần kinh nè ha, có những cái vòng cây dơ pressure ở mắt thì thôi cái này nó đi sâu quá em không cần biết nha. Rồi, vậy thì mình chẩn đoán xơ gan thì mình phải chẩn đoán những cái gì ha? Thì để chẩn đoán một bệnh nhân xơ gan, thứ nhất là phải chẩn đoán xác định xơ gan hay không ha. Thì tiêu chuẩn vàng là sinh thiết gan rồi, nhưng mà sinh thiết gan thì đó là cái xét nghiệm xâm lấn ha, có thể có những cái biến chứng như là bệnh nhân có thể chảy máu ha. Có những cái biến chứng nên hầu như là mình sẽ dùng những cái xét nghiệm thay thế, và đa phần chẩn đoán trên lâm sàng của mình sẽ là hội chứng suy to gan, có hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa trên lâm sàng và cận lâm sàng là đủ để chẩn đoán xơ gan chứ không cần phải sinh thiết gan. Hai là chẩn đoán giai đoạn của xơ gan. Thứ ba là chẩn đoán nguyên nhân, và thứ tư là chẩn đoán biến chứng. Vậy thì mình sẽ nhắc lại một xíu từng cái. Cái thứ nhất là chẩn đoán xơ gan thì mình nói rồi, sinh thiết gan là tiêu chuẩn vàng, nhưng mà đó là một cái xét nghiệm xâm lấn và có thể có biến chứng mà không phải nơi nào cũng có cái sinh thiết gan. Nên người ta bây giờ người ta đa phần người ta dựa vào những cái phương pháp không xâm lấn, người ta có thể đo độ đàn hồi của gan để người ta đánh giá. Thì độ đàn hồi của gan người ta chia từ F0 tới F4, mà bệnh nhân từ F4 trở lên thì gọi là xơ gan. Nếu mà mình cho đi đo độ đàn hồi thì độ đàn hồi gan mình thường dùng là cái FibroScan á. Ví dụ như em đọc em thấy cái FibroScan người ta kết luận là F4, tức là bệnh nhân này có xơ gan rồi, thay cho cái sinh thiết gan. Rồi mình dựa vào triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng như là hội chứng suy to gan, hội chứng tăng áp cửa, hình ảnh học như là đo độ đàn hồi gan, siêu âm bụng hay là CT scan bụng. Rồi cái chẩn đoán thứ hai là chẩn đoán giai đoạn. Cái này chẩn đoán giai đoạn mình có giai đoạn còn bù hay mất bù. Còn bù là hầu như bệnh nhân không có triệu chứng gì rõ ràng đặc hiệu hết. Còn mất bù thì bệnh nhân có thể có những triệu chứng như là suy tiêu hóa, bán mụn, vàng da, nhiễm trùng, bệnh não gan hay là hội chứng gan thận. Ngoài ra mình có thể dựa vào một cái phân loại nữa là phân loại Chabot để mình phân loại, thì người ta tính điểm 1, 2, 3 dựa vào các triệu chứng như sau là bệnh não gan, bán bụng, bilirubin máu, albumin máu, TQ hoặc là NE. Còn nếu bệnh nhân có xơ gan ứ mật thì người ta sẽ tính cái bilirubin nó sẽ khác hơn. Xơ gan ứ mật thì cái này hiếm gặp lắm, em chỉ cần biết cái trên thôi. Thì nếu mà cộng lại tất cả các điểm này mà dưới 7 thì người ta kết luận là xơ gan chai A. Chai A là còn bù. Còn nếu mà cộng lại điểm từ 7 đến 9 là xơ gan chai B là mất bù rồi. Còn xơ gan chai C là từ 10 tới 15 điểm là mất bù nặng hơn.
người ta cộng các điểm lại, ví dụ như bệnh não gan mà không có thì người ta chấm là 1 điểm, độ 1, độ 2 là 2 điểm, độ 3 uống là 3 điểm, tương tự vậy bán bụng 1, 2, 3 điểm, ăn bilirubin máu tùy theo cái mức độ. Nếu mà dưới 2 mg trên đại xích thì chấm 1 điểm thôi, từ 2 đến 3 là chấm 2 điểm, trên 3 là chấm 3 điểm. Albumin và INE cũng vậy, người ta sẽ cộng lại hết tất cả các điểm này, người ta tính là sơ gan trai gì. Thường trong cái giấy ra viện, bệnh nhân người ta sẽ chẩn đoán bệnh nhân là sơ gan trai A, sơ gan trai B, trai C, là mình biết bệnh nhân này sơ gan ở giai đoạn nào. Rồi, và tiếp theo nữa là chẩn đoán nguyên nhân. Chẩn đoán nguyên nhân thì mình dựa vào bệnh sử, mình hỏi bệnh, bệnh nhân có từng uống rượu trước đây hay không, để giúp mình nghĩ đến một cái sơ gan do rượu. Bệnh nhân có tiền căn nhiễm viêm gan virus B, C trước đây hay chưa, để giúp mình chẩn đoán. Chẩn đoán dựa vào bệnh sử, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, để tìm ra cái nguyên nhân sơ gan là gì. Rồi thì nhắc lại một tí xíu các nguyên nhân gây sơ gan ha. Cái nguyên nhân thường gặp là viêm gan do virus, thì nhớ chỉ có B và C thì diễn tiến qua mạng tính thôi, còn cái A, E thì không diễn tiến qua mạng tính, còn cái D thì nó bắt buộc nó phải đồng diễn với cái B ha. Cái nguyên nhân thường gặp tiếp theo là rượu, những cái nguyên nhân mình cũng bắt đầu tăng lên trong thời gian gần đây là cái viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu. Ngoài ra những cái nguyên nhân khác hiếm gặp hơn là viêm gan tự miễn, ứ mật, hay là những nguyên nhân về chuyển hóa, hay những nguyên nhân về mạch máu. Hôm nay mình đọc thêm thôi. Và nhớ ở Việt Nam mình có cái nhóm nguyên nhân do độc chất và thuốc, phải hỏi cái tiền sử sử dụng thuốc và tiếp xúc với độc chất của bệnh nhân, coi chừng có thể sơ gan là do độc chất và thuốc, sơ gan do nhiễm trùng, ký sinh trùng, cái thâm nhiễm. Và cuối cùng là không rõ nguyên nhân, có những bệnh nhân tìm hết tất cả luôn, không rõ nguyên nhân thì lúc đó bắt buộc phải xin huyết gan để tìm nguyên nhân cho bệnh nhân để điều trị ha. Tại vì mình chẩn đoán mình phải chẩn đoán nguyên nhân để mình điều trị, ví dụ do rượu thì ngưng rượu, do viêm gan virus thì dùng thuốc kháng virus chẳng hạn vậy. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ chẩn đoán các biến chứng. Biến chứng sơ gan có thể có những biến chứng như là xuất huyết tiêu hóa. Xuất tiêu hóa do vỡ giãn tinh mạch thực quản, hay là vỡ giãn tinh mạch tâm phình vị nãy mình nói nha, nhưng có bán bụng, có viêm phúc mạc nhũ hữu nguyên phát, bệnh não gan, hội chứng gan thận, hay là ung thư gan, là những cái biến chứng thường gặp ở bệnh nhân sơ gan. Thì những bệnh nhân sơ gan có thể vô viện vì bất kể những cái biến chứng, và khi mà có biến chứng thì mình phải phát hiện được biến chứng và mình điều trị, nếu không người ta sẽ diễn tiến nặng nề, dẫn đến tử vong luôn. Và để điều trị, mình nói sơ một tí xíu về điều trị, thì không có phương pháp điều trị trực tiếp nào vào quá trình sơ gan hết. Điều trị triệt để chỉ là ghép gan thôi. Và cái điều trị của mình là điều trị cứu vãn để ngăn chặn cái diễn tiến nó không cho sơ gan nặng hơn thôi. Để điều trị nguyên nhân, điều trị cái yếu tố bệnh sinh chính, chống sơ hóa gan. Cái này là tương lai thôi chứ hiện tại thì mình chưa có thuốc. Điều trị triệu chứng và phòng ngừa và điều trị biến chứng. Cái quan trọng nhất của mình là phòng ngừa biến chứng, chứ không phải là mình điều trị biến chứng. Tức là khi mình biết bệnh nhân có sơ gan rồi thì mình phải phòng ngừa, không để cho những cái biến chứng nó xuất hiện. Ví dụ mình nội soi để mình coi bệnh nhân có giãn trước hay không, mình thắt phòng ngừa trước. Nếu để mà bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa rồi thì rất là nặng nề, có thể dẫn đến sốc mất máu và tử vong luôn. Rồi về tiên lượng thì tiên lượng dựa vào cái Chabot ABC theo cái bảng điểm hồi nãy mình nói. Nếu mà sơ gan Chabot A thì cái tỷ lệ sống năm một năm rất là cao, tới 100%, mà tỷ lệ sống 2 năm cũng cao. Nhưng mà mình thấy nếu mà đã sơ gan Chabot C rồi thì cái tỷ lệ sống 1 năm chỉ còn có 45% thôi, và cái tỷ lệ sống 2 năm chỉ còn 35% thôi. Nên đối với những cái bệnh nhân người ta chẩn đoán, thường người ta chẩn đoán A, B, C để cho mình tiên lượng cho bệnh nhân luôn. Và cái quan trọng của mình là nếu bệnh nhân đang ở sơ gan Chabot A thì đừng để làm sao diễn tiến qua cái B với C. Nếu B rồi thì đừng để qua cái C, mà nếu C rồi thì đừng để những cái biến chứng xuất hiện. Mục tiêu là phòng ngừa biến chứng chứ không phải là để biến chứng xảy ra rồi mới điều trị. Rồi thì cái bài này mình kết thúc ở đây ha. Cái bài này nó tương đối khó với em. Bên y là mỗi cái bài là
là nguyên một tiết riêng, ví dụ xơ gan là nguyên một cái mảng lớn. Viêm gan, mỗi cái nguyên nhân viêm gan là một cái bài riêng nữa. Nên cái này mình gom lại hết thì nó có những cái thuật ngữ nó hơi khó hiểu tí xíu và có những cái từ nó hơi chuyên môn một chút ha. Thôi thì đi thi thì chỉ có những cái gì nói trong bài thôi chứ không có hỏi gì ra ngoài lề, yên tâm ha. Thì em có thể tham khảo thêm những cái sách của bộ môn nội mới xuất bản năm 2020 là tiếp cận chẩn đoán viêm gan hay tiếp cận chẩn đoán xơ gan, sách của bộ môn nội, được chưa? Rồi em có thắc mắc gì không, có nhanh quá không, em có hiểu được không? Ngủ hết trơn rồi. Được không? Có thắc mắc gì không? Im lặng hết trơn nhỉ? Im lặng tuyệt đối. Rồi vậy thôi nha. Nếu không có thắc mắc gì thì nghỉ ha. Thì nhóm trưởng liên hệ để gửi bài mấy em nha. Lớp trưởng liên hệ để gửi cho mấy cái bài, nhưng mấy em cũng gần kết thúc cái nội này rồi là mấy em thi đúng không, để gửi bài luôn. Rồi vậy thôi ha, không thắc mắc nghỉ nha, chào mấy em ha. Cái gì vậy? Dạ, chào cô. Rồi chào mấy em ha.